Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2019 đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề. Câu chuyện do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tú Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện Bản Di Trúc Kỳ Hoặc Chuyện của Nam Phương Tủ Linh Tóm Lược và Trình Bày Kính mời quý vị theo dõi Khoảng 33 năm về trước vợ của một thương nhân ở Washington DC đã bất cẩn đánh rơi chiếc ví da trong bệnh viện vào một buổi tối mùa đông. Thương nhân vô cùng lo lắng đi ngay trong đêm đó để đi tìm bởi vì trong túi da không chỉ có 50.000 đô la mà còn có bản thông tin thị trường vô cùng cơ mật. Khi người thương nhân đến bệnh viện, ông chỉ trông thấy một hành lang vắng lặng, lạnh giá của bệnh viện. Có một cô gái gầy gò, đang co ro, rác rung bần bật, ngồi dưới sát bức tường. Thứ cô bé đang giữ chặt trong lòng, chính là chiếc ví da mà vợ của ông đã đánh mất thì ra cô bé có tên là cindy cindy đến bệnh viện để chăm nom người mẹ đang mắc trọng bệnh hai mẹ con dựa vào nhau mà sống gia cảnh rất nghèo đã bán đi tất cả đồ đạc trong nhà số tiền gom góp được vẫn chưa đủ chi phí thuốc men chữa bệnh trong một đêm không có tiền ngày mai biết làm thế nào bây giờ tối hôm đó cindy tâm trí bối rối đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện cô thành kính khẩn cầu thượng đế bảo hộ gặp người hảo tâm cứu mẹ cô bỗng nhiên một phụ nữ từ trên tầng đi xuống khi đi qua hành lang thì chiếc ví da cặp dưới nát của cô rơi xuống có lẽ do dưới nát cô vẫn còn vật gì khác nên khi ví da rơi mất mà cô vẫn hoàn toàn không phát hiện ra khi đó, hành lang chỉ có một mình Cindy. Cô chạy lại nhặt chiếc ví lên và vội vàng chạy ra ngoài cửa đuổi theo người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ đó đã bước lên một chiếc xe và phóng đi. Cindy trở về phòng bệnh. Khi cô mở túi ra, hai mẹ con cô kinh ngạc vì những tờ giấy bạc xếp thành từng sắp. Lúc đó, trong lòng hai mẹ con đều hiểu rõ dùng số tiền này có thể chữa khỏi bệnh mẹ nhưng mẹ cô lại bảo cô đem ví da quay trở lại hành lang đợi người đánh mất đó quay lại lấy mẹ của cindy nói người mất tiền nhất định rất lo lắng trong cả cuộc đời con người thì việc đáng làm nhất chính là giúp đỡ người khác lo lắng nội lo lắng của người khác việc không được làm nhất là tham lam tiền tài bất nghĩa, thấy tiền tài mà quên đạo nghĩa. Người thương nhân sau khi tìm lại được chiếc ví, cảm kích vô cùng, đã dốc hết sức mình giúp đỡ. Nhưng mẹ của Cindy vẫn để lại đứa con gái cô đọc một mình mà ra đi mãi mãi. Hai mẹ con Cindy không chỉ đã giúp người thương nhân có được lại 50.000 đô la, mà quan trọng hơn là lấy lại được thông tin thị trường cơ mật bị mất đó nhờ thông tin này mà thương nhân đã làm ăn như diều gặp gió rất nhanh chóng đã trở thành một triệu phú lớn sau này xin đi được triệu phú nhận nuôi sau khi học xong đại học cô trở lại giúp cha nuôi của mình quản lý việc kinh doanh việc kinh doanh rất phát đạt và người triệu phú nọ đã nhanh chóng trở thành một tỷ phú tuy ông không ủy nhiệm cho cindy bất kỳ chức vụ thực tế nào nhưng bởi được rèn luyện trong thương trường lâu năm lại được học hỏi rất nhiều từ cha nuôi cindy đã trở thành một nhân tài kinh doanh đầy triển vọng đến khi cha nuôi cô tuổi cao sức yếu rất nhiều ý kiến đều là tham vấn từ cindy tới khi vị tỷ phú lâm chung ông đã để lại một bản di chúc khiến người ta ngạc nhiên. Trước khi tôi quen biết hai mẹ con Cindy, tôi đã là người có rất nhiều tiền rồi. Nhưng khi tôi đứng trước mặt hai mẹ con, nghèo khổ, bệnh tật, hiểm nghèo, nhặt được một số tiền lớn mà không lấy, tôi đã phát hiện ra họ mới là những người giàu có nhất, bởi vì họ đã giữ được chuẩn mực cao nhất làm người. Đây chính là điều mà những thương nhân như tôi lại thiếu mất. Tiền bạc của tôi dường như đều là có được từ việc lừa dối nhau, đấu đá tranh giành nhau. Hai mẹ con họ đã khiến tôi ngộ ra được vốn liếng lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh. Tôi nhận nuôi dưỡng xinh đi không phải bởi vì cảm tạ báo ơn, cũng không phải vì cảm thông với hoàn cảnh của cô mà đó là thể hiện sự kính trọng với một tấm gương làm người. Có cô ở bên, trên thương trường, tôi luôn từng giờ, từng phút ghi nhớ. Điều gì nên làm, điều gì không nên làm, tiền nào nên kiếm, tiền nào không nên kiếm. Đây chính là nguyên nhân căn bản giúp sự nghiệp của tôi sau này hưng thịnh phát đạt, trở thành tỷ phú. Sau khi tôi qua đời, toàn bộ tài sản hàng tỷ đô la của tôi đều để lại cho Cindy thừa kế. Đây không phải là tặng mà là để cho sự nghiệp của tôi càng phát triển thịnh vượng huy hoàng hơn nữa. Tôi hoàn toàn tin tưởng đứa con trai thông minh của tôi sẽ hiểu dụng tâm của cha nó. Khi người con trai của tỷ phú từ nước ngoài trở về đã xem kỹ di chúc của cha, lập tức không do dự ký tên vào bản giao kết thừa kế tài sản. Anh ta viết, tôi hoàn toàn đồng ý xin đi kế thừa toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ thỉnh cầu xin đi có thể làm phu nhân của tôi. Xin đi đọc được những dòng chữ con trai tỷ phú viết, chậm ngâm một lúc rồi cầm bút viết. Tôi xin tiếp nhận toàn bộ tài sản của cha nuôi để lại và bao gồm cả con trai của ông. Câu chuyện thứ hai, thà mất lợi chứ không mất nghĩa. Thương nhân kinh doanh trà, Chu Văn Xí là người vụ nguyên, Huy Châu, sống vào những năm Càng Long và Gia Khánh, đời nhà Thanh. Trong sách vụ Nguyên huyện Chí, những năm quan tự đời Thanh có ghi chép, Chu Văn Xí là người tính tình, chất phát, chính trực, thường bán trà ở Châu Giang. Do đường xá xa xôi khó đi, khi trà mới vận chuyển được đến nơi thì đã quá mùa trà, đã thành trà cũ, thế là khi đem bán, Chu văn sĩ nhất định viết hai chữ trà cũ lên tấm biển để tỏ ý không lừa gạt. Những người môi giới ra sức khuyên can ông nên bỏ cái biển trà cũ đi do giá trà mới và trà cũ chênh lệch nhau thật là lớn, nên tiền kiếm được chẳng đáng bao nhiêu nhưng Chu Văn Sĩ nhất định không thay đổi. Đối với ông, người làm kinh doanh không thể trái lương tâm, kiếm tiền bất nghĩa. Mặc dù bị tổn thất khoản tiền lớn, nhưng ông vẫn không oán trách, không hối hận. Chu Văn Sĩ kinh doanh trò đã hơn 20 năm, trước sau luôn kiên trì thực hiện quan điểm kinh doanh tuy vì lợi nhưng quyết không kiếm lợi bất nghĩa thà bị mất lợi chứ không được mất nghĩa. Sau này Chu Văn sĩ trở thành đại thương nhân, có tiền vạn quang, được mọi người gọi là Chu Triệu Phú. Cung cách kinh doanh nhân đức của ông vẫn được hậu thế ca ngợi. Cho đến tận ngày nay, kính thưa quý vị, nhạc Lão bồ đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình nhạc Lão bồ đề xin gửi email đến 2 2gmail com cũng lên xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.